Bão số 6 suy yếu thành một vùng áp thấp. Sáng nay, bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km h Khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rông to đến rất to, no, tổng lượng mưa từ 150 đến 250 mm trên đợt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Lúc 4 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực biên giới Việt Nam Lào, sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km/h. Dự báo từ 4 giờ đến 16 giờ ngày 24 tháng 9, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông nên sáng ngày 24 tháng 9, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6, cấp 7, biển động. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, phía Nam Vịnh Bắc Bộ có nơi cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Mưa lớn gió giật mạnh trên biển do hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông trên cao còn có xu hướng mở rộng về phía Bắc. Trong ngày 24 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rông to đến rất to, tổng lượng mưa từ 150 đến 250 mm trên đợt, có nơi trên 300 mm trên đợt. Các tỉnh Con Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 100 đến 200 mm trên đợt, có nơi trên 250 mm trên đợt. Từ các ngày 24 đến 25 tháng 9, các tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm trên đợt, có nơi trên 150 mm trên đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, từ ngày 24 đến 26 tháng 9, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày 24 tháng 9, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình sẽ gây mưa rông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét và mưa đá là cấp 1 về các huyện có nguy cơ ngập lụt tại hà tĩnh thành phố hà tĩnh thị xã kỳ anh cầm xuyên tại quảng bình tuyên hóa minh hóa lệ thủy bố trạch thành phố đồng hới thị xã ba đồn tại quảng trị hướng hóa đắc rông triệu phong hải lăng thành phố đông hà thị xã quảng trị tại huế phú vang thành phố huế phú lộc quảng điền tại đà nẵng thành phố đà nẵng liên triều tại quảng nam thành phố tam kỳ đại lộc duy xuyên điện bàn thành phố hội an tại quảng ngãi bình sơn mộ đức tư nghĩa thành phố quảng ngãi tại con tum tu mơ rông thành phố con tum các huyện có nguy cơ lũ quét sạt lở đất là hà tĩnh tại hương khê hương sơn tại quảng bình tuyên hóa bố trạch tại quảng trị hướng hóa đắc rông tại huế a lưới phong điền nam đông sơn trà tại quảng nam phước sơn bắc trà my nam trà my nam giang đông giang tây giang tại Quảng Ngãi, Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà, Bình Long, Sơn Hà, Trà Bồng, tại Bình Định, An Lão, tại Con Tum, Đắc Gư Lây, Tu Mơ Rông, Đắc Hà, Cô Pờ Long. tại Gia Lai, La Grai, Mang Giang. Theo ghi nhận của phóng viên, từ trước khi cơn bão đổ bộ, trận lốc xoáy xảy ra tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã làm ít nhất 15 ngôi nhà dân bị tốc mái, nhiều cây cối bị ngã đổ. Người dân Quảng Ngãi bật khóc khi lốc xoáy cuốn bay hết mái nhà. Vào tối qua, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn Ung um Đình Hiền cho biết, trận lốc xoáy xảy ra tại xã Bình Đông đã làm 15 ngôi nhà dân bị tốc mái, nhiều cây cối bị ngã đổ. Trong đó có 7 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 mái nhà tốc mái khoảng 70%, 6 ngôi nhà tốc mái dưới 50%. Có 2 người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Theo ghi nhận của phóng viên cũng trong chiều qua, mưa lớn kéo dài gần 3 tiếng từ 13 giờ 30 đến 16 giờ đã khiến cho nhiều tuyến đường Quang Trung, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu bị ngập sâu. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại. Đoạn quốc lộ 24B, đoạn qua thôn Liên Hiệp 1, phường Trương Quang Trọng, ngập sâu, nước tràn vào nhà dân. Mưa lớn khiến các phương tiện không thể di chuyển lực lượng chức năng đã tiến hành di rời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn để ứng phó với cơn bão số 6. Sau đây mời quý vị cùng đến với phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm nay 24 tháng 9. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông rải rác, riêng Sơn La Hòa Bình, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, riêng Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng vùng núi từ 29 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông; phía nam ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và rông. Ngày gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, đêm gió giảm dần. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Tại Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Còn 6 đến 8 cơn bão trên biển Đông, miền Trung đối mặt mưa lớn rồn rập 3 tháng cuối năm. Thưa quý vị, từ nay đến cuối năm 2021, còn có 6 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn rồn rập xảy ra trong tháng 10, tháng 11 và nửa đầu tháng 12 năm 2021. Tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia vừa đưa ra bản tin dự báo mùa, trong đó nhấn mạnh diễn biến mùa bão năm nay tại Trung Bộ. Khu vực này vừa kết thúc đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 5. Theo các chuyên gia, cao điểm mùa mưa bão năm nay ở Trung Bộ là tháng 10, 11 và có thể kéo dài đến tháng 12. Dù không hứng chịu liên tiếp 4 năm cơn bão trong một tháng như năm 2020, miền Trung vẫn có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 cơn nối nhau vào biển Đông trong thời gian tới. Để dự báo mức độ cực đoan của mưa bão trên biển Đông, các chuyên gia khí tượng học dựa trên cơ sở chính là hiện tượng El Nino và La Nina. Với nhận định mới nhất của các trung tâm dự báo khí hậu trên thế giới, những tháng cuối năm nay và sang đầu năm 2022, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương dần chuyển sang pha lạnh La Nina, trái ngược với pha nóng là El Nino. Trong khi đó, những năm La Nina, mưa bão thường xuyên xuất hiện cực đoan. Dựa trên cơ sở này, bà Lan cho biết bão trên Biển Đông sẽ dồn dập trong những tháng tới và có xu hướng cực đoan. Các chuyên gia cũng cho biết vào tháng 10, ngoài bão ở Biển Đông thì phía Bắc còn có sự hoạt động của không khí lạnh. Đây là tổ hợp hình thế thời tiết rất bất lợi. Bão kèm theo không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới. Các đợt mưa lớn ở miền Trung sẽ kéo dài trong năm 2020, trong vòng một tháng rưỡi, khu vực chịu ảnh hưởng của 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Năm nay không lặp lại như vậy, nhưng 3 đến 4 cơn liên tiếp là có thể xảy ra. Và thông tin này đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt.